Vâng các bạn ạ, kể ra thì với cái tầm tiền mà loanh quanh 100 triệu đồng thì em thấy chiếc xe này nó cũng khá là hợp lý cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe Hyundai Getz ạ. Với chiếc Hyundai Getz này thì đang đeo biển 10L30A18645, sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.1 bản đủ màu xanh. Con này thì trước đây thì nó cũng là một cái dòng xe mà đã qua dịch vụ rồi. Và quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em nào có cái tầm tiền loanh quanh 100 triệu đồng thì có thể liên hệ cho em qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, với cái cửa tiền là 119 triệu đồng thì bà con, cô bác, chị em nhà mình đã có được một cái mẫu Hyundai Getz nhỏ gọn xinh xinh, một trong những cái dòng xe ở phân khúc hạng A với cái động cơ 4 máy 1.1. Với dòng Hyundai Getz này là một cái dòng xe mà rất là lành, rất là bền, đến từ thương hiệu của Hyundai Hàn Quốc. Và ở cái cửa tiền loanh quanh 100 triệu đồng hay 119 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được một chiếc xe 5 chỗ rộng rãi hơn những cái dòng xe như Morning hay Spark rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái form của nó hơi cũ một chút, nhưng đặc biệt là cái dòng Getz này thì nó cũng chỉ có đến năm 2011 thôi là bắt đầu nó chuyển giao công nghệ sang vào những cái dòng xe như i10 hay Hyundai Venue gì đó. Và với chiếc Hyundai Getz này thì nó được trang bị thêm 4 quả bánh đa năng đúc, nhìn nó rất là khỏe xe. Và sơn xi của nó thì bên em cũng đã tỉa tót tuốt tát lại rồi, rất là đẹp. Taxi ra thì với những dòng xe như này thì nó cũng chạy nhiều và có những cái va quẹt bên ngoài, cái đấy thì không tránh được, nhưng cũng cam kết cho anh em là nó không có đâm đụng tai nạn nặng và không ngập nước thôi. Chứ còn đâu, một trong những dòng xe mà đã qua dịch vụ ra mà ông nào bảo là xe zin 100% thì khẳng định với các bác là không có, bà con nhé. Đấy, với những cái dòng xe như thế này thì miễn sao là máy móc của nó ổn định và xe không có đâm đụng tai nạn nặng thì là chúng ta có thể là sử dụng một cách hợp lý. Vì cái cửa tiền của nó cũng chỉ có 119 triệu đồng thôi. Đèn pha của nó thì còn rất là sáng, mà con nhé. Cái đèn pha này thì thực sự là nếu như anh em thay cái đèn mới thì nó cũng rất là rẻ thôi. Rất là rẻ thôi, chỉ có mấy trăm một cặp thôi, nên là đèn của nó thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là nó không có đâm đụng. Và với dòng Hyundai Getz này thì thực sự với các bác là máy móc của nó rất là ổn định và nó đặc biệt nó khá tiết kiệm. Đồ đạc chưa, chi phí sửa chữa của nó thì cũng rất là thấp, bà con nhé. Con xe này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 ạ. Tháng 4 năm 2024, bà con nhé. Với cái form dáng đẹp chuẩn chỉnh thì với cái dòng Hyundai Getz này là một cái dòng xe rất là lành, với cái cửa tiền loanh quanh 100 triệu đồng. Với cái dàn lốp của nó được trang bị dàn lốp Michelin và trang bị hệ thống la răng đúc của nó là la răng đúc 4 bánh. Với dòng Hyundai Getz này thì nó không có la răng đúc nguyên bản, mà la răng đúc 4 bánh này là la răng đúc lưng thôi. Chủ xe muốn độ lên la răng đúc thì có thể là yêu em này. Đấy bà con ạ. Đấy. Vâng, và 119 triệu đồng thì anh em có thể mua được Morning số sàn taxi ra tầm đời 2011-2012. Nhưng nếu như anh em thích một dòng xe nhập thì đây cũng là một cái dòng xe mà các bạn có thể lên cân đối và lựa chọn cho mình, xem nó có hợp lý hay không nhé. Với dòng chất xe nhập thì cái tôn vỏ gầm của nó thì cũng khá là ổn định, bà con ạ. Nó khá là ổn định về cái phần tôn vỏ gầm, rất là đẹp. Hệ thống đèn hậu của nó thì cũng khá là hợp lý cho anh em. Sơn xi của nó thì cũng đã sơn đi sơn lại, sơn quay sơn kiếc là đầy đủ hết rồi. Bây giờ thì nó sạch sẽ và đẹp đẽ hết, bà con nhé. Và nội thất của chiếc xe thì được trang bị một bộ áo ghế bằng da màu đen. Với những chiếc xe taxi da thì vô lăng của nó thì cũng đã bào mòn. Con này thì vô lăng của nó, cái cáp quạt của nó đã khâu ra rồi. Trần của nó thì là trần 3D rồi, hai đèn trần, bà con nhé. Và sơn xi bên ngoài của nó thì sẽ rồi, keo chỉ thì đây, chỗ còn này, chỗ thì lất chỉ, ví dụ như chỗ này nó lất chỉ này. Thực ra thì với một cái dòng xe mà nó taxi ra thì mình không thể tránh được. Và đặc biệt là những cái dòng xe mà đã qua 15, 16 năm sử dụng rồi. Con này thì sang năm thứ 16 rồi, bà con nhé. Sang năm thứ 16 rồi. Và đăng kiểm của nó thì vẫn đăng kiểm 1 năm, bà con ạ. 20 năm mới đăng kiểm 6 tháng cơ. 20 năm mới xuống đăng kiểm 6 tháng. Và tóm lại thì con này thì nó còn khá là cứng xe. Với cái cửa tiền là 119 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em thì nó cũng khá là cứng xe cho tất cả mọi người. Với dòng Getz thì nhà em còn hai con, một con 209 màu cam với giá có 132 triệu thôi. 130 triệu thôi. Và con này thì nó là màu xanh và 208. Tất cả hệ thống tablo tabli của nó cũng khá là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình. Và nếu như bà con có bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về cái dòng xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và quý khách hàng là có rỗi rãi hay là có đi qua khu vực này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và ngắm xe, trải nghiệm xe thôi, không cần phải là tham cả, không cần phải mua xe đâu, bà con ạ. Bà con, cô bác, chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em để biết được thêm thông tin chi tiết nhé. Rất là đẹp và rất xịn sò. Alo ạ.
Dạ vâng ạ. Em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng ạ. Cao nhất là 2020 nhưng nó tùy xe thôi, anh hỏi xe gì chứ đâu. Innova, Innova cao nhất là 2016 anh ạ. 2016 anh ạ. Đời 2016 anh ơi. Đời 2016 là cao nhất Innova anh ạ. Đấy, với cái cửa tiền như vậy thì đây là một chiếc xe cũng khá là hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Đấy bà con nhé. Đây thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào đang có cái tầm tiền cửa tiền hơn 100 triệu thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe đẹp, một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy, và có cô bác anh chị em nào, alo ạ. Đời 2016 anh ạ. 440 triệu. Bản E xe gia đình. Dạ vâng ạ. Dạ. À, với cái chiếc xe này thì hiện tại là có 110 mấy triệu thôi thì quý hàng và quý bà con có lên đi chiếc xe này hay không? Bên em thì có ship xe tận nhà cho tất cả mọi người, cho dù các bạn ở Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hay là các tỉnh cách nhau vài trăm cây số thì bên em vẫn có ship xe tận nhà cho tất cả mọi người nhé. À, rất là đẹp luôn ạ. Alo ạ. Không ạ, em ở Hải Phòng ạ. Vâng ạ, anh ở đâu ạ? Vâng ạ, mấy chỗ thì em có những cái dòng xe Innova nó rất nhiều ạ. À, đời cao mà giá thành vừa phải thì bây giờ anh thích tầm tiền bao tiền ạ? Xe lướt thì nhà em chỉ có Innova cao nhất là 2016 thôi anh ạ, chứ không có đời cao hơn ạ. Dạ không ạ. Có Santa Fe 2017 anh ạ. Bản máy xăng 2.4, bản full đặc biệt. 675 triệu. Dạ vâng vâng vâng. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Một cái dòng xe cũng khá là hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đúng không ạ? Dòng này thì nó là nhập khẩu nên là đồ đạc của nó thì cũng khá là dễ sửa chữa thôi. Và tóm lại thì với cái cửa tiền loanh quanh đâu đó khoảng 100 triệu hơn thì đây chắc chắn sẽ là một cái dòng xe đẹp và một dòng xe hợp lý nhé. Tất cả này trên đây thì nó có cả hệ thống cam hành trình và có cả hệ thống cam lùi, chúng ta vào số lùi nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, 119 triệu đồng. Và còn có ba chị em nhà mình đã có thêm được một cái mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn 1.1. Một dòng xe khá là hợp lý, rất xịn sò. Giờ tôi anh sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe nó như thế nào bà con nhé. Có ổn định hay không, có chất lượng hay không thì chúng ta sẽ cùng xem để cho các bạn có thể là xem và trải nghiệm luôn với chiếc xe này. Với cái mẫu Hyundai Getz này thì hiện tại là với cái khối động cơ của nó là 1.1. Đấy, nên là mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì rơi vào tầm khoảng đâu đó khoảng 5 lít, hơn 5 lít, 6 lít gì đó. Đấy, để cho bà con có thể đi gia đình. Đấy, hoặc là chạy dịch vụ thì khá là hợp lý đúng không ạ? Đây là phần khoang máy chiếc xe này. Máy thì đã qua đâu đó khoảng tầm 15, 16 năm sử dụng thì mà lại hoàn là một chiếc xe chạy dịch vụ ra thì chiếc xe này máy đã làm được rồi. Máy đã làm lại rồi, cút tăng hết lại rồi. Về các bạn chỉ được đi thôi, máy bây giờ thì lỗ rất êm và ngon lành. Cabo ca biếc của nó thì còn rất là đẹp, không lỗi. Có phần này của nó thì mất tí chỉ, nó chạm nhẹ tí đầu này thôi. Chạm nhẹ tí đầu này, cái phần này. Thế là cái phần đầu này thì nó chạm nhẹ một chút nhưng mà nó cũng không vào đến phần hai cái phần sexy này. Phần sexy này. Thôi thì một chiếc xe nó có thế nào thì tôi đang quay như thế luôn. Sang năm 2024 thì nó có thế nào tôi đang quay thế. Những cái phần đầu ràng này thì nó đã bị chạm một chút nhưng mà với cái cửa tiền nó chỉ có như vậy. Thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác sĩ nhà mình. Và bà con có bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Hyundai Getz này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách thực tế và hợp lý nhất. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình.
đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.